tìm này đúng không? Ờ, đúng rồi. Sao tự nhiên em lại tự tiện đọc tin nhắn của anh vậy? Nếu mà anh trong sáng minh bạch á thì em có cần phải tự tiện đọc tin nhắn của anh không? Cô qua đây nè, tôi nhìn cô đi tay không. Vậy ra mắt nhà chồng tương lai dữ chưa? Xin anh hãy giữ tự trọng. Vợ của anh vẫn còn đang ở đây đó. Nếu như cô không nói, tôi cũng không nói, thì ở đây làm gì có ai biết nhỉ? Ra ngoài sắp xếp chuẩn bị đi. Thôi mà sếp, đừng làm vậy với em mà. Ở nhà em còn mẹ già, còn thơ, rồi tiền điện, tiền nước, tiền shopping, tiền mỹ phẩm đủ hết vậy. Nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng em? Anh 26 rồi. Để chị nói cho cưng nghe. Chị 28. Nghĩ lúc này vậy, ai mà thấy chắc mình đổn thổ chết luôn á. Anh có hiểu như thế nào là tình yêu không? Em đã gặp qua rất nhiều cô gái rồi, chưa thấy ai có sức hút giống như chị vậy. Chưa tới lượt em đâu. Tôi đâu có tiền mà ghen với mấy chị bạn thân đó. Thôi đi coi, cái gì nói luôn đi. Thầm màu chứ không biết nữa. Thật ra là hôm nay tôi... Cô là ai? Vợ sắp cưới của Gia Long. À! Em làm sao vậy? Sơ với chút rồi hả? Hai người làm gì vậy? Tôi có tên đàng hoàng là Rinsy, chứ không phải là con này con kia.